Đây, hôm nay anh em mình được anh Tùng chế biến cho hết. Con này nó dài chỉ có diện tích được. Ui sao con này to đấy. Mọi người thấy ngon chưa? Ui đây. Nó ngay con một à? Hay nó đấy, mấy con nó mới con được, cho lên. Thể hiện đi chứ. Em vui. Đầu siêu bếp mà. Vui đầu bếp. Đệ ngồi luôn bên này, xong bên này nó bị khói vào nó ấy lắm. Nó nóng, nó tạt nóng. Vô đầu bếp màu đệ. Vừa nướng đi, tao vào tao thể hiện món hàu của tao đây. Anh nấu kiểu gì, hàu nấu kiểu gì? Nấu gì, ăn sống. Xem một lúc em chín xem. Ăn sống. Anh em mình đã xong, đây đây là món một món rồi. Bạch tuộc nướng. Bạch tuộc nướng. Thử cầm một con lên xem nào. Đây. Xôi. Nó sẵn lại này. Con này là tuộc thơm lắm. Thơm cái cùng luôn. Đây, đây này còn món đặc sản của anh đây này. Để kéo ra chiến luôn này. Đây. Sao cái đặc sản của anh như này? Hay gì? Sao anh mày, làm hay thế? Mày chưa biết đến món hàu à? Không. Đấy, tí nữa chấm nước cốt chanh này. Với lại nước chốt cốt chanh xong chấm xì dầu mù tạt. Đây, cho mù tạt. Ôi, em chỉ thấy món này ngon này. Đó, cho mù tạt à? Em ăn trước đi. Ừ, từ từ đợi mọi người vào đã, đợi anh Tùng vào đã. Đâu rồi? Mấy anh em đâu rồi? Mù tạt. Sao? Anh em mình được thưởng thức món bạch tuộc do anh Tùng. Anh Tùng chưa ra anh. Tùng Thanh Vlog. Tùng Thanh Vlog. Anh Tùng tên, Vlog. Anh kênh như thế là Tùng Thanh Vlog á. Ừ. Anh biết tên anh mà. Làm một chiếc tô bí. Bây giờ mình thưởng thức món. Thôi mình cho vừa mù tạt thôi. Wasabi. Wasabi à? Anh nó mới quê. Sau một hồi tôi với Mao Ca với Mao Đệ chuẩn bị và chế biến thì bây giờ đã lên món như này. Mà đây anh nướng món này này. Còn Mao Đại Ca làm món đường biển. Đây là có món bạch tuộc nướng sa tế. Đấy còn là hàu, đây là hàu ăn sống. Hàu ăn sống. Đây, đấy. Còn cái này lên. Món lên. Thử món nào trước này. Thử đi. Đảm món hàu trước đi. Đảm miếng hàu. Đây, con hàu phải ăn cái này. Đó là món ấy, mẹ ơi. Ba ơi. Ờ, ăn đâu? Ba. Xin vợ chung với kia. Mọi người ngại. Đấy, mình sẽ thử món đấy. Cả con đi, chưa cả con đi. Chưa cả con á. Cầm cả con mà chiến thôi. Đây mau đấy. Không, ăn con này trước thôi. Đấy. Nào, mau đấy. Thử đi. Chiến đây cả chấm, con luôn á. Chấm gì đấy? Đây. Chấm này à? Mời tất cả các bạn nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mình chỉ ăn cả con bạch tuộc ăn như thế nào luôn. Đây này. Này vào nó mà còn sống thì còn sống nhưng mà hôm nay trở lên thời tiết nắng quá nó cái tòi đó. À, kéo cái đấy phải lấy kéo. À, tí. Rồi. Cái này nó dai á. Dai lấy kéo, cắn cái này, cắn đầu dưới này này. Ăn chút tua nó nhá. Ăn chút tua ấy. Nhưng mà cái trứng thế này. À, không ạ. Không ạ. Ngon lắm anh ơi. Ngon không người ạ? Ngon. Ăn chút tua nó đã hơn. Không. Rồi ạ, à, món rồi ạ. À. Được không? Hấp dẫn này. Chú bái chú. Ngồi. Vâng, ngồi. Ngồi. Ngại. Lấy kéo thế rồi lấy kéo. Ngại nó hoại là dày. Đúng rồi. Em không cần kéo luôn. Răng em khỏe lắm. Ừ. Anh đâu nhá? Anh ấy ăn đi. Từ từ em phải làm lần lấy lần bia á. Ừ. Cái gì nhá? Em sợ em bỏ lắm. Đã bỏ nước ngọt rồi. Ăn cái bao mì dai dai. Ngon không? Anh nấu có ngon bằng đệ nấu không? Hả? Anh nấu có ngon bằng đệ nấu không? Ngon hơn. Ngon hơn đấy. Thế sau lại tiếp tục nhé. Vâng. Ngon quá. Đây là món hồng tạt các bạn. Đấy. Sau khi ướp đá xong thì bây giờ chúng ta cho vào chanh. Cắt anh xem nó có khác không? Đấy. Cắt gọn ra này. Ngồi đi, ngồi đi. Không. Ngồi đi. Anh quên không kia rồi. Bá ơi. Hết coca rồi. Đấy rồi. Chấm mà. Bá ơi. Mọi người ngại anh ạ. Ngại gì? Nào cũng thế. Nào. Đây đâu? Đấy. Em cảm ơn nhá. Này có món rất là ngon. Đấy là giòn nhá. Giòn lắm à. Anh cái chút tua này nó giòn này. Đây cũng làm no này. À không biết nữa. À. Đây á.
Sợ đó. Thế là chưa được. Ai chế biến món này đúng không? Nó chật chật đi. Chấm một tạt đây, chấm một tướng à. Một tạt được, xì đâu được, cái này nó đồ biển nên nó dễ chấm mà. Ngon không? Có ngon được này. Thế nào cũng ngon. Thế nào cũng được. Cái đồ biển nó hợp với cái xì đầu với một tạt. Cái này ngâm nước là chanh à? Tưởng ăn con nào về hôm đấy, con đấy ra. Ngâm con này, ngâm nước á. Cái khẩn khuất 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 mà có cái tua nó ăn phê lắm. Đây. Cái tua nó ăn phê lắm mọi người. Phê không? Ừ. Ăn đi. Ngon. Cái tua, con hơn cái con hôm làm lợp nó cũng được. Cái này nó tươi. Nhưng mà tươi ở trên này không bao giờ có. Em hiểu không? Anh chở từ Hạ Long kìa. Ừ. Hạ Long ở đâu anh? Quảng Ninh. Hôm nay mình đi. Hôm nay đi ra ngoài không? Anh lấy cái tàu của anh ấy. Bánh ra sát núi. Xong rồi thả neo đấy. Xong rồi làm bữa. À anh còn chỗ lặn san hô không? Có. Ở đây đi đi. Tắm được. Đi lặn san hô không? Thế thì từ sau đi. Đi em thấy người ta lặn đúng không? Đấy, thì hôm nào. Anh ơi. Em sắp đi lên đi. Anh ơi, lặn nhau bắt cái con này này. Em thấy người ta lặn. Bắt con cá gì? Ơ bắt cá, bắt cá. Bắt cá chưa được cay à? Chưa được cay. Thấy nó chưa sốc. Chưa được cay. Cái này phải sốc rồi. Không biết lại là... Em thích đi lặn san hô sướng. Nó phải là nhiều mụt tạt ăn nó mới phê. Ừ. Đi ăn rồi. Anh có cái tên là sức chuồn. Anh lấy tàu của anh ấy. Chắc cái tàu ngồi được khoảng hơn chục người. Ấy. Đúng không? Tàu. Ừ. À vâng. Xong rồi chạy ra sát núi ở ngoài khe ấy. Mà khe bệnh phải lặn, bọn em phải lặn đấy ra tắm mà mình tắm xong rồi em ấy chọc em lặn suối nhưng mà suối không nhìn thấy gì, nhưng mà nước biển ở đấy chắc nó không trong như kiểu ở trong Đà Nẵng đâu, bởi vì nó là sát bờ mà nó xanh, trong xanh, tức là mình tắm thì được lặn nó nhìn thấy không? Nhận người chắc là nhìn được. Ui chảy nước đá rồi, không nước đá đâu, kệ cho chảy rồi mát, nước đá nó tràn nhỉ, nước đá tràn ở đây này. Nhưng mà ăn dần cho chuẩn ngon hơn anh ạ. Phải lặn, nhưng mà lặn ở biển mở mắt ra nó không, mặt quen mà, quen sạch mắt đấy. Sạch mắt. Ừ. Ngon. Hôm nào đi, bố trí đi, em cứ sắp xếp lịch đi. Vâng. Anh lên nào anh lên được rồi. Vâng. Thế này em phải cắt cho anh chuẩn xuống. Đây này. Cắn nó mới dài. À, ao được, ăn được cháy. Ăn được. Đấy. Đợi thử con này. Thử trước một con nào. Chưa sốc lắm nhỉ. Không cay lắm à? Hay là chưa phóng tí. Đây lấy cái thìa này để đây. Đây là phóng tí nhá. Mời tất cả mọi người ăn ăn ao nha, ăn ao sống nha. Là từ đã phải nhúng sâu à? Nhúng sâu rồi anh ạ. Ừ. Cay lắm ấy. Cay nó ngon. Đấy. Đấy. Chết cho mọi người luôn nha. Thắng một to ra, thắng một to. Thở, thở mạnh rồi. Thở. Thở mũi, à thở mồm. Đây là màn, đây là màn ăn hàu xì dầu mù tạt đẳng cấp nhất từ trước nay các bạn. Ngon. Ngon chứ. Cái cây nhưng mà trong nhất là chua lắm. Cầm không phải xúc đấy. Chanh mà. Vâng, chua ăn phê lắm. Đây nè. Em làm không nữa. Ăn đi. Đúng vào anh dọn chén đi nhỉ. Dọn chén gì? Đây, đây. Được rồi. Ăn lên đi phê. Cháu lên. Có ngon không? Ăn rồi. Có ngon này. Món này ngon. Ngon này. Ui chết rồi, ngấm lâu rồi. Ngấm lâu mới được. Món là hàu sống nhá. Đúng mát chưa? Rồi anh đã trúng. Ôm nhai mà ấy. Ơi. Tao thề mày. Mù tạt hôm nay hay là đấy nhỉ? Không đủ cay à? Không phải em, hay là em nuốt nhanh quá nhỉ? Thử lại nhá. Đây, con này mình dán này. Đi xem nào. Đây, chắn luôn đi. À. Thấy chưa? Nhĩ là tận mũi rồi. Nhĩ ăn thế nó ngon đúng không? Ăn mù tạt nó phải ăn thế. Mặt sâu lắm. Ăn chút chút rồi. Sâu à? Ăn những cái chút chút này. Và lỗ lỗ này ăn sạch sạch sạch. Hôm nay rất tiếc là con này nó chết mất rồi. Không thì nó sao con?
hôm nào ra tàu ấy, hôm nào ra tàu thì mình ăn trực tiếp sống được. Sống được. Vâng. Thì đấy ngoài đấy chả ăn sống thì ăn thế nào? Đúng không? Vâng. À, ngon. Ăn chắc chắn ngon à. À, hôm trước có cái anh gì anh bảo ngoài này cơ có cả con run gì à? Run biển á? Không. Sa sùng à? Đấy. Có mà. Hôm trước anh ấy mang là nhưng mà anh nhìn ăn giống cái con kia ấy, ăn giống con mực khô ấy. Con mực khô. À không, nó ăn kiểu con khô ấy. Con gì bắt trên biển mà nó ăn nó sẵn sàng mà nó là nó này là nó dài dài này. Con khô. Ăn này nó hay ngay. Nó khô thì nó bằng này này. Cái bé hay nhỏ. Sá sùng. Sùng những cái gì đó. Anh nuôi đây. Đây là con hàu đã. Ngon là hàu hàu sữa. Anh có cay à? Hơi ừ, quen, anh ăn quen. Không mà, mù tạt này không sốc là không sốc. Nó chưa phải loại này à. Mù tạt xanh cơ. Mù tạt xanh kia ấy, nó mù này cũng xanh nhưng mà nó là loại nó không phải là tốt. Xanh kiểm hơn. Không phải loại xịn của Nhật đâu. Không, loại xịn của Nhật cũng không cay. Cái loại, chính ra cái loại đều ấy nó mới sốc. À, thật. Nhưng mà ăn cái này là vừa, nó hơi hăng hăng tí rồi. Sốc quá không ngon ăn thua. Không, ăn sốc sướng. Sốc sướng. Thế ở sau kia chỉ còn cho một tí gọi là một giây thế này là... Hôm nào ra ngoài ra ngoài Hà Long ấy. Vâng. Hôm ấy ăn quả con sống sống ấy. Vâng. Con rút trên dài sống cũng thế này. Con sống đang nghe mời. Con bạch tuộc. Ôi, nó cắn chứ. Cắn đâu? Nó bé bé như này này, xong rồi mình cắt mình thả ra nhà ấy. Con chấm này. Ăn sống. Con rút với con bạch tuộc nó